luôn. Đây đoàn nhà mình hai thuyền đây. Nước trong xanh. Đấy. Đi từ mãi trên đỉnh núi xuống này, đi phải mất độ tiếng hơn tiếng mới xuống đến đây. Cả về xách theo quả loa kẹo kéo đi nữa. Ông Cương không hòa đâu, ông Cương ơi. Có đi gần được nhau không? Được, đi gần sao rồi? Có đi gần nhau ấy. Có đi gần được nhau, không gần được lại sao với nhau? Đoàn nhà mình hai thuyền. Hai thuyền chạy song song nhau. Thuyền đây chạy rất là êm. Và trên hồ Cấm Sơn đi chạy lỗ kêu. Chạy mấy cành cạch. Hôm qua leo cột cờ Lũng Cú, bọn xe có phải xe điện đâu, toàn xe động cơ xăng. Vâng. Ông vẫy tay rồi. Cả nhà livestream 10 cái điện thoại 8 cái livestream rồi. Nước trong xanh. Ở đây đấy có tận em có tận 4.000 người xem. Chào Hương Giang Tuyên Quang nha. Nước trong xanh sạch thật đấy. Ở đây trong lành anh nhỉ? Đây là như dân ở đây này, cứ mang thuyền hay là chài lưới ở đây đánh cá, ăn qua ngày sướng. Vâng. Đây có nhà ở đây. Vâng. Người ta có thuyền cá nhân kia đây anh. Đấy, thuyền kia vàng vàng kia đây. Nghe. Đây là quán. Ờ chắc thế. Đúng rồi, đúng rồi. Chắc ai muốn ở đây ăn trưa các kiểu thì nè. Vâng. Hôm qua làm gần 23 xịt rồi. Thế hôm nay làm gần 26 nữa. Chị Sáu ơi. Người yêu chị Sáu ở vai nặng không nghe tiếng. Xa thôi. Ờ. Đấy vẫn đứng ra đấy anh chú. Đấy bảo bà với bác Trung đứng dịch mà đây. Đấy bà đứng dịch vào đây để chụp cho Vân kiểu ảnh. Đứng ở đấy là đẹp nhất đấy. Chuẩn luôn đấy. Chuẩn hơn mẹ nấu. Nhìn cứ như là bà bầu xinh đấy nhỉ. Đấy. Được đấy. Nè. Đây bác Trung chụp cho vợ chồng em kiểu. Để cho các bác chụp ảnh em. Ba, một, ba, một, ba rồi kìa lúa. Ba rồi. Lấy được cả rồi. Để cho người khi đẹp lên ảnh đẹp lắm. Con nhẹ kéo tầm tơ răng. Nhé chụp không? Bà ra đây chụp đẹp lắm. Thấy hai bà thầy lên đây chụp. Anh thầy lên chụp đi. Hòa đây, anh
Thầy ra con chụp ảnh cho anh lên các bà. Đấy các bà ra con chụp ảnh cho anh. Một ông hết cơm rồi. Đây là 50 nữa tối về là 100 nhá. Chụp hai thầy á. Nãy giờ trả ai giả tiền gì cả. Nào mọi người nhìn vào công an nhá. Mọi người nhìn vào điện thoại nhá, nhìn vào ống kính điện thoại nào. 2 3 nào. Ý, sao lại cười tươi thế nhỉ? Được rồi. Là hai bà thầy con chim kiểu nào? Hai mẹ con hoành tráng. Con chim kiểu tráng. Đấy, đứng ở chỗ chị Tuyển cái đẹp. Nào. Đấy, vợ chồng đoàn chụp đẹp lắm. Nào các bạn nhìn con cười nào, 2, 3 nào, rồi. Thế hôm nay kiếm bấm rồi. Mỗi bạn 50 này ăn bấm. Đây để bà chụp ạ. Chỗ này cảnh đẹp lắm. Chụp cái vân chụp cảnh đẹp lắm. Đúng rồi, đây rồi. Cho các bà chụp. Cứ chụp tẹt đi, 15 phút kìa. Các bà tự sướng tẹt ra đi. Các bà đứng lùi nào tí lấy. Ông Tương ơi, Tương Bần ơi. Tương người ta là Tương Mỹ Hào rồi mà Tương Bần. Tương Bần thua bố rồi. Ôm em vào nhau. Một, hai, ba, bốn. Thế là hôm nay con chụp hai thôi. Mấy đây, cái máy này bà cho to đấy. Bà ơi, nhìn đây nào. Nhìn lên đây, cái này đẹp này. Nhưng mà bà nào lại đi cho tớ kia. Cái này đi cô làm được những cái việc ấy. Biết là phục vụ ở trong này. Ngoài kia người ta quản lý. Mà con này chỉ là lái. Đúng rồi, cái này nó liên quan đến ban quản lý. Vâng, ban quản lý. Mình chỉ đạo người ta bảo chở khách là chở khách thôi. Đấy, để người ta xếp được con thuyền nào là con thế. Thế là rất là may mắn là được chở hai cụ mới đoàn nhà mình là cũng là tuyệt vời. Đúng còn đẹp mà. Bà làm như này là không chụp mặt. Ý bà xì tin đấy nhỉ. Trước mặt ông kính đây là một thiếu nữ là 25 tuổi. Bà Thúy ra đây. Bà này chụp ảnh đẹp nữa. Đi lên dưới. Nào. Cái vời ra. Ra rẻ vẫn khỏe lắm. Bà chụp ảnh đẹp. Bà nào. Bà đứng ấy chụp riêng bà kiểu bà cười nữa. Bà đứng dịch sang bên phải một tí. Rồi. Rồi. Đấy. Nào cười tươi lên. Nào cười tươi lên. 2, 3. Rồi. Bà đem ra cho mẹ. Bà đem bà chụp ảnh đẹp. Nào cười tươi là ý lẩu hay mẹ con ôm nhau sướng thế nhỉ. Ý cười kìa. Ý cười ngang nhau. Sao lại hay chị em mũ mĩm thế này. Bà bé ơi. Đi ra chụp cả thuyền. Chụp cả thuyền. Bà bé ơi chụp ảnh. Bên kia chụp cả thuyền nữa. Đây ơi. Đấy, hai bà thầy đứng hai đầu. Đấy, đấy, đấy. Đang sông nho quế đây. Hai bà đứng mỗi bà một bên. Không hay là lấy cái ghế để cho hai cụ ngồi ở giữa. Không cần. Đây bà đứng sang đây. Thế hai bà ngồi nhá. Con lấy ghế. Đấy, rồi, đấy hai bà đứng đấy. Được rồi. Chị đứng thò mặt ra. Đấy. Cái máy này của ai đây? Bà đi á. Vào, một, hai, ba kiểu nữa. Rồi cho cái máy này cái. Máy của em người đang bật. Máy này có bật khẩu không? Đây có bật khẩu không? Đây máy em bật đang bật sẵn. Ui, máy đoàn đẹp lắm. Vào. Tí chụp cả một, dập cả hai, ba kiểu nữa. Rồi. Máy đoàn chụp đẹp lắm. Máy đoàn đang đẹp. Đẹp. Đang cái anh phải thoa ra tí nó đỡ khuất cái máy thuyền này này. Ôi con máy thuyền rồi. Này này chụp chưa được. Các bà ra để con chụp đấy. Các bà ra để con chụp lại này. Anh Trung đứng vào đấy. Đây. Rồi, đấy phải đứng chỗ này này. Chưa được bạn.
Để ra tiếp bà ơi, ra tiếp. Để con chụp lại nó đẹp hơn. Đấy. Để con chụp này nó đẹp hơn. Nào, các bạn nhìn con cười nhá. Cái này con lấy miễn phí không lấy tiền đâu. Nào, cười tươi lên. Không mất tiền thì phải cười tươi lên nhé. Đấy, rồi. Cảm ơn đấy, mà xa tí nữa thì lên cả ngọn núi thì đẹp. Đâu chụp đứng vẫn được, nhưng nãy chụp ngang, chụp đứng thì lại không bắt được hết, nhưng mà nếu đứng mũi thuyền là chụp được, vẫn bắt được, nhưng mà đứng ở đây thì không bắt được. Đấy, anh đứng em chụp cho, làm gì phải tự sướng anh. Đấy, anh đứng mũi thuyền đang tận Hà Giang chú Tuấn ạ. Đang tận Hà Giang đây. Đây Tây đây. Tây đang chuẩn bị tắm rồi kìa. Nó nhảy tắm thật đấy. Đấy. Bọn Tây nó bơi từ bé bạn. Bọn Tây riêng khoản sinh tồn đấy thì nó giỏi lắm. Xin chào 1.000 người đang xem. Hiện tại là đoàn chúng tôi đang đi tham quan sông Nho Quế. Trên xe